Kính thưa quý vị, hôm nay thì buổi sáng Tùng Quê kính chào toàn thể quý vị thân mến, chào tất cả những người thân yêu của Tùng Quê. Thì hôm nay thì vào ngày 11 tháng 10 năm 2022 âm lịch, Tùng Quê có đến vùng này, vùng Thất Sơn Bảy Núi. Hiện tại mình thấy có một cái núi rất là đẹp, quý vị nên quay một chút. Kính thưa quý vị thân mến, này là đường núi dài nha quý vị. Núi dài Vạn Liên. Đây là núi dài Vạn Liên. Quay. Kính thưa quý vị, ở đây là xã nào vậy cô? Xã Lương Phi. Xã Lương Phi. Ở đây xã Lương Phi cách ba chút bao xa đó cô? Rồi cách ba chút bao xa hả? 7 miền Tây là 8 cây, 6 cây. Kính thưa quý vị, thì chúng tôi ghé đây chúng tôi uống nước. Thì đột xuất thì chúng tôi gặp được bốn cô, mà bốn cô lớn tuổi không quý vị? Đây để tôi giờ quay bốn cô. Bốn cô đang gọt sắt. Rồi có một thau núm rất là ngon. Lột nó xuống đi rồi. Rồi ủa gì các cô là người ở đây hay là ở đâu lại? Ở đây không à. Ở đây nè. Nhà ở đâu? Nhà ở trong này chút nè. Gần đây nè. Dạ hả? Dạ, gần đây luôn. Nhà trên cầu. Còn mấy chị thì ở gần gần ngủ. Rồi như vậy là mình nghe nói mấy cái cô là chuẩn bị gọt này để là chuẩn bị cho ngày mai mới nấu hả? Mai nấu. Bị làm mà không kịp chứ phải nó nấu bữa nay. Trong đó là ở trong ô khóc có ngày 4 ngày. Bữa hổm 18 rồi, bây giờ tới 12 12 13 14 đãi 3 ngày nữa trong điện Tà Cao. Kính thưa quý vị, là mấy các cô này nó là chuẩn bị đãi là bún gì cô? Bún nước ngải. Bún nước ngải, bún chay. Để bún chay đi. Bún ngải chay để mà ngày mai đãi lễ nha quý vị. Coi như ngày mơi là ai mà bà con đi lễ đi ngang đây là được ăn phải không? Tối ngon lành đó. Ăn miễn phí á. Dạ, rồi đãi tối ngày hả, đãi sao? Đãi tối ngày luôn. Ủa vậy đó hả? Ừ. Chàng ơi, cô ơi mở khẩu trang ra cho con thấy mặt đó nè. Dạ ớt quá. Cậy mở khẩu trang ra. Người đẻ ớt quá, bỏ đau quánh năm chú. Rồi, mấy cô tên gì cho con biết tên rồi. Út. Út gì? Út Bông. Út Bông hả? Dạ. Yeah. Cô Út Bông. Cô Út Bông là đại diện cho cái tổ đãi bún ngải với chay. Chuẩn bị hôm nay để ngày mai đãi cho bà con là mình là ai đi ngang đây. Ủa đây là cây xăng tên gì ta? Chú ăn mình tự cây xăng. Xăng này biết tên. Cây xăng Mai Văn ở Chánh. Hả? Khỏi chợ Lương Phi có cây xăng. Khỏi chợ cây xăng có cái khỏi chợ Lương Phi có một cây xăng đó, ghé đây là ăn bún riêu bún chay nha quý vị. Ghé để em hộ mời, ghé hộ. Dạ. 100 ký 70 ký trước rồi, nghe hả, tính sao không? Kính thưa quý vị, thật sự ra là đâu đáng quý cho mấy cô nghe, mấy cô này lớn tuổi hết trơn. Mà hiện giờ là bắt đầu sắt gọt rồi, để tới ngày mai được không cô? Được, rác quá không rác để vô. Vậy là hả? Rồi. Giờ thì chị ra đây nấu nè. Vậy hả? Chỗ này mình cũng hỏi người ta hay sao? Nhỏ nhỏ cháu. Dạ, cái nhà này nhỏ cháu hả? Chủ tịch xã. Ủa gì hả? Mẹ có chủ tịch. Chàng ơi, quay cho kỹ mấy cô coi. Chàng đồng nghiệp ơi, dắt này ngồi gọt đặng ngày mơi nấu. Nấu ngon à bà. Nấu ngày mơi đặng đãi. Mà đãi tối ngày luôn. Đãi tối ngày luôn. Mơi rồi nồi niêu sôi chảo đem đây hay sao? Dạ, chú nó đem ra nè. Dạ, mà một mấy đứa nó đem gạp ra, chảo gạp nữa mới có gạp. Quá quý ta. Sao mà nghe nói không con đốt đúng bụng nè. Sáng giờ hai đoàn ghé này nè, quá ủ anh. Bởi vì con nói mà mấy cô biết không, hai thằng con là hai thằng YouTube. Vậy hả? Ừ, YouTube. Nhớ về vô hỏi mà kêu mấy đứa cháu mở coi nha. Là Tùng Quê. Tùng Quê là coi. Không cho ai đi hen, cho hai mấy người đi kiếm đi hen. Dạ. Ừ, mời ghé này mở chợ Lương Phi cách nhiều bà số. Kính thưa quý vị, ngày mời quý vị mà lên lên Bạch Trúc để mà dự cái buổi lễ dỗ của Đức Bổn Sư. Thì quý vị trên con đường đi tới chợ Lương Phi. Cách chợ Lương Phi khoảng 500 m có cây xăng. Cây xăng là Mai Văn Chánh.
05 thì quý vị ghé đây có một cái nơi đãi chay bún ngải miễn phí rất ngon. Chưa ăn mà thấy ngon rồi. Quá vui. Chúng tôi quay cây xăng cho quý vị thấy nha quý vị. Ngày mai quý vị đi nhớ ghé để mà mình ở đây mình ủng hộ. Chỗ này là chút nữa mình che rạp hay sao vô không? Rồi chút cái che rạp. Ủa che rạp luôn hả? Che luôn. Che rạp luôn. Ủa có cái cây dừa. Có cây dừa cháy ghê nha. Ồ cây dừa cháy quá cháy quá dừa. Bông đẹp quá. Cái đôi gì thì phải nói là mình đáng trân trọng những tấm lòng của bà con có tấm lòng để ủng hộ vào những cái ngày lễ lễ trọng lớn của đạo. Thì các cô thì tuổi đã lớn tuổi nhưng mà các cô cũng nhín chút thời gian để rồi vào những cái ngày lễ trọng này rồi các cô có cái tâm từ thiện, có cái tâm muốn ủng hộ những ngày lễ nên là cô là nhín nhút rồi người bỏ ra một chút để rồi làm lên một cái chương trình đãi nước, đãi đồ ăn mà đặc biệt là đãi chay cho bà con chúng ta đi lễ đi dùng quý vị. Bây giờ con hỏi thăm nghe, bây giờ đạo mời cô các cô là đạo gì? Đạo hiểu nghĩa. Dạ. À đúng rồi. Như vậy là cái ngày này là cái ngày ngày giỗ hay sao cô? Ngày tịch diệt cô của Đức Bổn Sư. Dạ. Rồi cô có nghe kể rồi cái sự tích của con Đức Bổn Sư khi mà ngày tịch diệt á cô, thấy có quyền bí một cái phải không? Thôi để nó đi. Mà cô có nhớ không? Cái đó tính sao đi. Dạ hả? Nước nào phải nước ấy, nước trà này trà thuốc. Dạ, yeah. Có cái cô này ủng hộ mình đó ha. Đây, chủ nhà. Bà chủ nhà bà ủng hộ ha. Dạ. Má có chủ trì coi. Dạ. Chủ tịch xã luôn hả? Dạ. Dạ. Cái đồ gì thì ngày mơ đây. Cái này có củ cà rốt nha, nấu rất là ngon. Thôi giờ mà uống miếng nước đi. Dạ, không có nhỏ tuổi hơn. Mời chú đi. Thôi được rồi, để con có mua nước nha, ủng hộ. Uống miếng nước này trà này trà ngon. Trà ngon được rồi, nhưng mà cái cô uống đi, được rồi. Mẹ đi làm từ thiện rồi. Đi làm từ thiện rồi. Ở nhà tư tàu á. Con có đi làm gì không? Cái này mới mần lần đầu tiên hả? Ủa lần đầu tiên luôn hả? Thì mần ở trong sách là mần mười mấy năm rồi. Dạ. Hồi đó. Mà ví dụ như nửa đường này sao ta biết ghé ta? Mình có bản. Có bản ha. Có bản để cái bản lên. Ừ. Ta mới biết. Nhà tư tàu. Bún chay miễn phí rồi để chị đi bún chay miễn phí rồi như vậy là mình hùng tiền nhau hả sao cô chịu chị em hùng đứa nào biết ăn chưa chưa trước mắt là hùng hết nhiêu rồi nó nghe hả trước mắt là hùng hết nhiêu rồi chứ không là nhà cháu này 500 chưa đâu quá có 500 rồi còn hai người nữa là được chịu rồi vậy hả tôi bao hết bao nhiêu là chị bao hết bốn năm ngày tôi bao hết. Bây giờ là bữa nay là mà ngày mơ là 12, 13 đãi hai ngày thôi ha. Đấy là đãi ngày nè đây nè tới ngày mai nè ngày mơi hả ngày một hả dạ dạ ai đau giờ đau dạ hả vậy là mình quê quyết định là một ngày thôi một ngày một ngày chị vô trong ô sốc tiếp mấy đứa thôi chồng là ở đâu trong ô sốc điện thờ cao á không chưa đi quá lên trên tỉnh đi để làm gì cho nó đấy năm nay là mười mấy năm rồi ở trên đó làm sao người ta đi giếng trên hay gì người ta đi cúng Đức Phật sư mà nè cúng sư đó rồi mình đãi rồi trên đó người ta đi đó cái đông núi hay gì đông lắm đi à? Điện lên điện cúng điện tàu cao hả điện cái điện đó mình chạy xe lên được không được rồi cái chỗ đó di tích làm sao vậy con điện tàu cao đó
đâu chưa đi sao? Chưa. Chưa biết. Ờ, ngày xưa là Đức Bổn Sư có lên đó không? Đức Phật Trùm hả? Cửa Đà. Dạ. Thôi vậy cũng nói vậy thôi đừng nói nhiều nữa. Dạ dạ. Nói vậy nhiều rồi nói nhiều quá không biết đừng nói. À kính thưa quý vị thì dạ chưa biết còn chưa biết. Ngoài tới chỗ mấy ông giải phóng mừng em lá. Dạ 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 dạ. Cái này là mới lần đầu tiên chưa có dạ. Gì hết. Chỉ vô trong chỗ dạ. À kính thưa quý vị thì được biết thì các cô sẽ chuẩn bị cho ngày mai để mà đãi cho bà con đi dọc đường ở đây thì quý vị nhớ là cách chợ Lương Phi nha quý vị. Chợ Lương Phi hướng này tới cây xăng. Đây là cây xăng nhà môi sẽ có một cái dựng cái tấp liều chạy lên. Rồi để cho bản là bún miễn phí. Vậy là thường thường gọi cái tổ mình ở đây là tổ gì cô? Tổ 2. Tổ Tà Sóc, ấp Ô Tà Sóc, tổ 2. Không, nhưng mà tổ đãi này nè, tên gì? Tổ chứ không phải tổ cái nhà. Hồi nãy, cô tên gì quên rồi? Ha? Út Bông. Út Bông hả? Dạ. À, mời cô Út Bông là sẽ dựng liều lên đãi cho cái gì? Đãi bà con, đãi miễn phí luôn. Cô Út Bông. Rủ phê ai lên đây ăn giùm cây. Rồi, chào mấy cô nha, chúc mấy cô mạnh khỏe nha. Dạ, chúc chú lên đường tự lộ mình ăn nha. Dạ. Ở đâu là chú ở đâu vậy? Con ở bên Phú Tân lận. Ồ, Phú Tân hả? Dạ. Phú Tân hả? Dạ, dạ, dạ. Qua đây á. Dạ. Mà bây giờ cái tuổi nè, bây giờ bao nhiêu tuổi mà nó nhỏ tuổi hơn? Dạ, con...